Ngày 1 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo các quân nhân Anh đến Ukraine thực hiện công tác huấn luyện cho binh sĩ Kiev sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga, cũng như các nhà máy của Đức sản xuất tên lửa Taurus nếu Berlin cung cấp loại vũ khí này cho Kiev. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, những bước đi như vậy của phương Tây đang đưa thế chiến thứ ba đến gần hơn. Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, quan chức Nga lần đầu bày tỏ phản ứng giận dữ trước phát biểu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp khi trả lời phỏng vấn báo chí rằng London dự kiến triển khai đội ngũ huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, bên cạnh chương trình đào tạo binh sĩ Ukraine ở xứ sở sương mù hoặc các nước phương Tây khác như hiện nay. Ông Medvedev nhấn mạnh, hành động này sẽ biến những chuyên gia huấn luyện của Anh trở thành mục tiêu hợp pháp đối với lực lượng vũ trang của Ukraine. Cần hiểu rõ rằng Anh sẽ bị tiêu diệt một cách không thương tiếc, không phải với tư cách là lính đánh thuê, mà chính là với tư cách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Anh. Sau đó, ông Medvedev chuyển trọng tâm sang Đức, chỉ trích những nhân vật mong muốn Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Taurus có khả năng tấn công lãnh thổ Nga và cố gắng hạn chế nguồn cung cấp của Moscow cho quân đội Nga. Ông phân tích, họ khẳng định bước đi này phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong trường hợp đó, hành động tấn công vào các nhà máy của Đức, nơi sản xuất những quả tên lửa này cũng sẽ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong diễn biến khác, sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Grant Sharp, người quyết định triển khai các khóa huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine cho biết, chính phủ Anh muốn triển khai chuyên gia quân sự tới Ukraine, tăng cường nỗ lực huấn luyện các binh sĩ của Kiev ở phương Tây như hiện nay. Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bác thông tin trên và cho biết nước này vẫn chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. Tuyên bố nhằm bác bỏ những đề nghị của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp về việc đưa quân đội nước này tới Ukraine cho công tác huấn luyện. Thủ tướng Anh khẳng định điều đó có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài. Hiện sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử tới Ukraine khi mà xung đột vẫn còn. Trước đó vài giờ trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết ông muốn triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine bên cạnh việc huấn luyện binh sĩ nước này tại Anh hay ở các nước phương Tây khác. Tuyên bố này cũng đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của phía Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết, bất kỳ binh sĩ Anh nào tới Ukraine huấn luyện sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Hiện Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 người Ukraine trong suốt năm qua và dự định sẽ đào tạo một số lượng tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, một phi công của Ukraine mới đây đã chia sẻ về những rủi ro và mối nguy hiểm khi bay ở tầm thấp trên những cánh đồng và rừng cây để theo dõi các mục tiêu quân sự của Nga. Hầu hết các máy bay trực thăng mà lực lượng Ukraine sử dụng đều là mẫu của Liên Xô, một số chiếc được Mỹ hoặc Cộng hòa Séc cung cấp. Ole, 22 tuổi, phi công trực thăng quân sự của Ukraine cho biết, anh đã quen với việc máy bay ở tầm rất thấp trên những cánh đồng và rừng cây để theo dõi các mục tiêu quân sự của Nga. Mặc dù biết rất rõ những rủi ro khi bay ở tầm thấp, nhưng Ole vẫn tiếp tục làm như vậy để có thể tìm ra vị trí của đối phương. Ole cho biết, hầu hết các máy bay trực thăng mà lực lượng Ukraine sử dụng đều là mẫu của Liên Xô, một số chiếc được Mỹ hoặc Cộng hòa Séc cung cấp. Hôm qua là chuyến bay rất khó khăn. Chúng tôi buộc phải hạ cánh xuống cánh đồng 4 lần. Chiếc trực thăng của chúng tôi trở thành mục tiêu của tên lửa và bom dẫn đường. Đó là chuyến bay khiến tôi sợ hãi nhất, nhưng cuối cùng tôi rất hài lòng vì mục tiêu đã bị hạ. Ole điều khiển chiếc trực thăng Mi-8 do Liên Xô thiết kế một cách thận trọng, bay qua các khu vực cây cối rậm rạp. Nhiệm vụ của anh chủ yếu là nhắm vào bộ binh và phương tiện của đối phương. Phi công trực thăng phải bay ở tầm thấp để tránh trở thành mục tiêu của lực lượng phòng không đối phương. Ole cho biết, những phi công như anh cố gắng tiếp cận mục tiêu từ một vị trí rất thấp nhưng thuận lợi. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Đó không phải là tất cả những gì một chiếc trực thăng bay ở tầm thấp phải đối phó. Ole cho hay, bay ở tầm thấp rất nguy hiểm vì có những cột điện, đường dây điện mà trực thăng có thể va phải. Phi công phải rất thận trọng để tránh chúng. Bay ở độ cao thấp rất nguy hiểm vì có cột điện, đường dây điện mà chúng tôi có thể va phải. Người ta phải hết sức thận trọng để tránh chúng. Tất nhiên, chúng tôi muốn có phương tiện của Mỹ, chẳng hạn như Black Hawk. Nó mới hơn, mạnh hơn và có thể mang vũ khí tốt hơn nhiều để gây tổn thất tối đa cho đối phương. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến vô cùng căng thẳng và tiếp tục kéo dài, khiến Mỹ và phương Tây liên tục phải viện trợ quân sự cho Kiev.
Mới đây, một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc giấu tên của Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cạn kiệt gần như mọi viện trợ quân sự có sẵn cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không từ bỏ Ukraine. Một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc giấu tên cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cạn kiệt gần như mọi viện trợ quân sự sẵn có cho Ukraine. Trong khi đó, phát biểu từ Nhà Trắng hôm 1 tháng 10, sau khi ký gói tài trợ ngăn không để chính phủ đóng cửa vào phút cuối, với việc tách riêng phần hỗ trợ cho Ukraine không nằm trong gói tài chính của Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh không có nhiều thời gian để giúp Kiev. Theo Tổng thống Biden, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được để sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine bị gián đoạn, bất chấp việc viện trợ không nằm trong dự luật chi tiêu nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Tôi đảm bảo với các đồng minh của Mỹ, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ nói lại lần nữa, đại đa số cả hai đảng, các đảng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, Thượng viện và Hạ viện, ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine và phản đối mạnh mẽ hành động mà Nga đã gây ra cho Ukraine. Hãy ngừng chơi đùa và hãy hoàn thành việc này. Gói tài trợ ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa, không bao gồm phần hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Cùng với việc lưu ý rằng, tài trợ ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ thoát khỏi nguy cơ đóng cửa chỉ kéo dài tới giữa tháng 11 năm 2023. Thưa Ngài Tổng thống, ông có lời gì với các đồng minh của Mỹ, và đặc biệt là Tổng thống Zelensky, về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không? Tôi có thể trấn an họ. Hãy nhìn xem, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành việc này. Tôi không thể tin được những người bỏ phiếu ủng hộ Ukraine và đa số áp đảo tại Hạ viện và Thượng viện, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều vì lý do chính trị thuần túy, không thể để thêm nhiều người hy sinh vô nghĩa ở Ukraine thêm nữa. Và thưa Tổng thống, một thông tin tiếp theo về Ukraine, ngài cảm thấy thế nào khi nguồn tài trợ hiện tại của Mỹ có thể cạn kiệt và mức độ khẩn cấp ở đó là bao nhiêu? Chúng ta có thời gian, nhưng không nhiều, và hiện nay đang có cảm giác cấp bách tột độ. Theo ông Biden, phần lớn cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa cũng như Thượng viện và Hạ viện ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine chống lại Nga, cho nên cần phải ngừng trò chơi lại và thực hiện việc bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ riêng cho Ukraine, đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Washington cho Kiev không bị gián đoạn. Chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi viện trợ thêm 20,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy quyết định các viện trợ như vậy sẽ không nằm trong khoản chi tiêu của chính phủ nhằm ngăn ngừa nguy cơ đóng cửa càng sớm càng tốt. Động thái trên đã được một tờ báo Mỹ nhận định là gây chấn động cho các nước châu Âu và chính quyền Kiev. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Gort từng gửi thư cảnh báo lên lãnh đạo Quốc hội Mỹ với nội dung khẳng định nếu không có thêm ngân sách vào lúc này, Mỹ sẽ buộc phải trì hoãn hoặc cắt giảm viện trợ đáp ứng các yêu cầu cấp bách của Ukraine, bao gồm về phòng không và đạn dược. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và cung cấp cho nước này rất nhiều vũ khí đạn dược. Mới đây, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine và Kiev cũng chuẩn bị nhận các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất thuộc sở hữu của các đồng minh châu Âu.